Chào các bạn. Có một số bạn comment và yêu cầu mình làm video hướng dẫn vẽ bằng tiếng Việt, cho nên mình thực hiện video này. Cái hình demo ở bên trái nó thể hiện cách mình quan sát cái nhân vật ha. Thì ở đây thì mình thấy cái mắt của anh này nó hơi xa nhau một tí xíu á. Các bạn thấy rõ là cái khoảng cách giữa hai mắt nó lớn hơn một mắt khá là nhiều. Để mà vẽ chân dung cho giống thì cần phải lưu ý cái chuyện mắt xa hay mắt gần này khá là kỹ đó. Rồi sau đó thì mình sẽ liên tục tìm những cái khoảng cách nó bằng nhau. Ví dụ như ở đây là cái chiều cao của mắt là nó bằng cái khoảng từ dưới mũi cho tới cái đỉnh mũi. Còn cái khoảng cách từ mắt cho đến cái chân mày thì nó bằng khoảng cách từ mắt cho đến cái đỉnh mũi. Để xác định cái chiều ngang mũi thì mình nhìn những cái đường giống từ cái cạnh trong của con mắt xuống như thế này. Để mình xem cái hai bên của cái mũi nó tương đối như thế nào với hai cái mí trong của mắt. Sau khi mà xác định được cái chiều ngang và chiều dọc mũi thì cái phần chi tiết bên trong thì mình buộc phải quan sát mẫu và vẽ thôi. Thì để vẽ mũi thì mình chỉ cần được cái đường chân mũi nè, mình xác định được chiều ngang mũi với lại cái đường đỉnh mũi. Vậy là đủ ha. Tại vì mình đã có cái phần mắt rồi cho nên chỉ cần thêm ba cái tỷ lệ này xong rồi sau đó thì mình chỉ cần quan sát và vẽ thêm những cái chi tiết bên trong. Rồi ở đây là mình đo từ chân mũi cho đến mày để xác định cái vị trí cầm. Mình xác định tiếp cái điểm dưới cùng của cái phần môi ha. Rồi so sánh với cái chiều ngang mũi để xác định cái chiều ngang của môi. Để vẽ cho chính xác thì ngoài quan sát những cái tỷ lệ, mình cần phải quan sát cái hướng hình nữa. Vừa ước lượng chiều dày của môi dưới, vừa để ý cái hướng này để xác định cái khóe môi. Xác định được chiều ngang môi và cái chiều cao của cái môi thì mình bắt đầu tiến hành vẽ cái chi tiết môi bên trong. Cái nguồn sáng ở phía trên bên phải cho nên là lúc nào cái phần chân mũi nó cũng tối hết. Mình đo thấy cái chiều ngang mặt thì bằng cái khoảng cách từ cằm cho đến chân mày. Ở đây mình vẽ nó hơi thiếu một chút xíu nên mình sẽ sửa lại. Kiểm tra lại một chút xíu ha. Giờ thì chính xác rồi. Để vẽ cái đường bao ngoài khuôn mặt thì chỉ có một cách là mình quan sát thật là kỹ những cái hướng của cái phần xương hàm. Thì lưu ý là cái xương hàm bên trái và bên phải nó đối xứng với nhau. Tóc thì mình cứ quan sát và vẽ bình thường thôi ha. Tại vì tóc nó không có ảnh hưởng đến cái tỷ lệ mặt cho nên có thể vẽ thoải mái. Mình sẽ đo và xác định phần đỉnh đầu ha. Mình xác định cái vị trí của cái tai bằng cách là giống những cái đường ngang từ cái tai qua để xem nó ở vị trí tương đối như thế nào so với mắt mũi miệng thôi. Rồi cái tai bên đây cũng vậy luôn. Mình sẽ quan sát và vẽ một phần của cái tóc lên để mình có cái cơ sở để xác định cái chiều ngang đầu ha. Và mình lại đo thì thấy cái chiều ngang đầu nó gần bằng cái khoảng từ đỉnh đầu cho tới cái cạnh môi dưới. Mình vẽ chiều ngang đầu hơi dư một tí nên mình sẽ bóp cái phần tóc lại một chút.
mấy cái chi tiết như là cổ hay là tóc ở bên ngoài cái gương mặt đó thì có thể cứ quan sát và vẽ thôi. Vẽ nhiều thì mình sẽ vẽ chính xác hơn, chứ không có nhất thiết là mỗi lần vẽ đều phải đo đạc. Nhưng mà nói chung là khi mà vẽ mà muốn vẽ cho giống cái mẫu á thì mình cũng tuân theo đúng một cái nguyên tắc thôi, đó là so sánh những cái tỷ lệ với nhau, canh những cái hướng hình và liên tục kiểm tra coi coi mình vẽ có cái gì mà khác quá so với mẫu hay không. Tìm ra những cái tỷ lệ bằng nhau ha, để xác định tiếp những cái vị trí của những cái chi tiết tiếp theo. Bây giờ mình sẽ tỉa kỹ lại cái phần mắt một chút ha. Cái phần tròng đen mình không nên vẽ một cái hình tròn xoe ha, tại vì cái mí trên của mắt lúc nào nó cũng che một phần cái tròng đen hết. Cho nên chỉ có cái phần bên dưới của tròng đen là nó tròn thôi, còn phía trên nó sẽ mất đi vào trong cái mí mắt trên. Khi mà thời gian cho phép thì mình sẽ làm thêm những cái video hướng dẫn vẽ những cái chi tiết mắt mũi miệng kỹ hơn. Rồi mình bắt đầu khoanh vùng những cái mảng tối ở trên mắt, xong rồi mình tô bóng nhẹ nhẹ ha. Lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn về cái cách tô bóng, nhưng mà nói chung nguyên tắc của mình đó là khoanh vùng những cái khu vực tối thật là kỹ bằng những cái nét nhẹ nhẹ, xong rồi sau đó thì mình sẽ tô lên những cái vùng đó. Do ánh sáng nó từ cái phía bên phải sang cho nên nguyên cái phần mặt bên trái này tối hết ha. Mình sẽ dìm xuống hết. Khi mà mình có khoanh vùng cái khu vực tối rồi á, thì cái mảng của mình tô bóng nó sẽ không có bị lệch và cái mặt của mình nó sẽ không có bị méo sau khi mình tô bóng xong ha. Còn nếu mà mình không có vẽ ra cái khoanh vùng trước khi mà mình bắt đầu đánh chì á, thì nó rất là dễ bị méo mặt sau khi mà các bạn đánh chì ha. Hai cái răng nó ở bên trong miệng nên thật ra nó cũng tối luôn nên phải dìm xuống. Tất cả những cái chỗ mình thấy là tối mình đều dìm xuống hết. Vẽ một cái khoanh vùng cái khu vực tối xong rồi dìm xuống. Bây giờ thì mời các bạn chú ý về phía bên trái màn hình để mình nói về một số lưu ý khi tô bóng. Để mà tô bóng á, thì mình nhớ ba cái chuyện chính như sau. Một đó là mình phải giữ cho cái bút chì của mình nó luôn nhọn ha. Nếu mà bạn nào xài bút chì chuốt á, thì khoảng 5 phút là nên chuốt lại một lần. Cái thứ hai á, là mình sẽ phải tập đánh bóng nhiều cái đường song song gần nhau như thế này. Mình thì cũng đánh bóng không có tốt lắm, có một số bạn thì đánh đẹp hơn mình rất là nhiều ha. Ngoài cái chuyện mà cần phải đánh mấy cái đường này gần nhau và song song á, mình còn một cái lưu ý khác nữa, đó là mình nên vẽ kỹ cái mảng cần đánh ra trước khi mà mình bắt đầu đánh á. Thì thường á, nếu mà mấy bạn coi cái clip vẽ của mình, mấy bạn sẽ thấy mình rất là hay bao lại cái mảng bằng cái đường chì nhẹ nhẹ như thế này ha. Giả sử như mình muốn đánh một cái phần mảng hình tròn về tối thì mình sẽ vẽ trước mờ mờ cái mảng đó, xong rồi mình mới đánh lên. Ở đây thì mình vẽ không mờ lắm, nhưng mà trong clip nếu mà bạn xem kỹ sẽ thấy là mình vẽ mờ mờ thôi, xong rồi đánh lên. Rồi ví dụ như cái vùng ở bên trong này cần đậm hơn một xíu thì mình cũng khoanh vùng lại một tí, xong rồi mình đánh lên. Nói chung là khi mà có khoanh vùng cụ thể thì nó sẽ dễ cho bạn đánh hơn là
đánh vu vơ vào trong không trung vậy đó. Thì mình rất là hay làm như vậy. Ví dụ như mình có một cái vùng rồi mình sẽ đánh lên trên, thì nói chung là nên khoanh vùng xong rồi mới đánh bóng lên trên. Rồi còn nữa thì còn một cái lưu ý nữa là khi mà mình có một cái lớp đánh bóng như thế này rồi mà mình muốn chồng thêm một lớp nữa lên, chị mình nó hơi bị thiếu rồi, khi mà mình muốn chồng thêm thì mình nên đánh cái lớp sau lệch so với lớp trước một tí xíu, khoảng 15 độ ha. Thì nó sẽ đẹp hơn là mình đánh nó lệch hẳn. Thì cái mà cần phải tránh á, là mình tránh đánh nét quá thưa. Ví dụ như thưa quá, đây là đánh nét thưa quá. Xong rồi cần tránh thêm một cái nữa là sau khi đánh nét thưa rồi thì cái lớp tiếp theo mình lại đánh nó vuông góc với cái lớp thưa này. À, thì khi mà đánh như vậy hồi xưa mà mình đi học á, thầy mình gọi cái kiểu này là bị cái lỗi là lưới đánh cá, nhìn giống cái lưới đánh cá ha, có nhiều cái lỗ rất là xấu. Rồi bây giờ thì sau khi mà mình có mấy cái lưu ý đó rồi thì mình tiếp tục theo dõi cái phần đánh bóng ở bên phải của mình ha. Sau khi mà mình đã dựng hình tương đối chính xác rồi á, thì mình cứ từ từ kiên nhẫn tìm thêm cái mảng nào tối, khoanh vùng lại rồi dìm nó tối xuống. Cứ như vậy thôi ha, đừng có vội vã muốn hoàn thành xong cái hình. Càng từ tốn trong cái bước này đến mức nào thì cái hình của các bạn nó sẽ càng tốt hơn. Mỗi lần mà mình có ý tưởng là mình muốn vẽ xong cho nhanh cái hình á, là thế nào cái hình của mình nó cũng hư liền thôi. Còn nếu mà cứ từ từ vẽ, không có gì vội vã hết thì có thể là mất ít thời gian hơn mà kết quả cuối cùng nó tốt hơn. Thì mình cứ khoanh vùng và tô bóng. Khoanh vùng rồi tô bóng lên trên. Chỗ nào thấy chưa có đen đủ, đậm đủ thì mình lại tiếp tục khoanh những cái mảng tối của nó lại và tô thêm. Ở đây cái mảng tối nó làm cái phần xương gò má không được chính xác lắm ha, sửa lại một tí. Ở đây có một mảng sáng ha, mình khoanh vùng rồi để chừa ra.
tóc mình cũng nhìn theo cái mảng tối sáng rồi dìm đi cái phần nằm ở trong tối thôi. Nhìn chung thì cái phần tô bóng này mình thấy mình phải dựa vào cái cách quan sát khá là nhiều. Các bạn cứ vẽ nhiều rồi tập quan sát và phân mảng sáng tối bằng mắt á, thì mình sẽ làm cái việc tô bóng nó dễ dàng hơn. Để cho tóc nó nhìn giống tóc hơn thì sau khi mà mình phân mảng sáng tối rồi, mình có thể vẽ thêm một số cái sợi tóc nhẹ nhẹ để tạo cái texture của tóc á. Cái bề mặt của cái tóc nó rõ hơn là chỉ có những cái mảng sáng tối với nhau. Rồi đến bước này thì bạn nào mà muốn vẽ chi tiết hơn, ngồi tỉa thêm cũng không sao hết. Còn bạn nào mà không còn thời gian vẽ nữa như mình thì dừng lại cũng được rồi. Hy vọng là cái clip hướng dẫn của mình nó hữu ích cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha.